kem truyền thống từ xưa giờ dễ mà mấy chị. Ra tiệm mỹ phẩm thích loại nào quất ở đó về trộn sức thôi. Nhưng mà để trộn được chắc kem vừa thơm vừa thấm vừa mịn mà không trôi khi dính nước, trắng sáng trong một tuần em nghĩ khó à. Tại vì cái phôi kem mặt bản thân nó đã rít rít gì rồi sao thấm. Còn hơn nữa, ngày xưa thì mình mua cái kem Thái này nè, kem mặt này nè, nó mua hàng loại một rất là dễ. Còn bây giờ hàng nhái, hàng giả, ôi hàng nhập khẩu tùm lum tới la hết trơn. Mua không đúng hàng xài sao hiệu quả. Còn nhiều chị thì kêu chọn dưỡng thể thì mấy chị thích thì mấy chị chọn. Nhiều bà kêu chọn con án, thanh hiền, muôn thở thì em không chọn ba loại đó. Tại ba loại đó là chất cọt ti rất là cao. Có mẹ kêu chọn kem bỏ thuốc tây vô cho nhanh chóng. Mẹ nào nhanh chóng bằng thuốc tây để ra chỗ khác chơi mình đi, đừng comment cho video của tôi. Tôi là chọn kem mà không bỏ thuốc tây nha, tại đơn giản là tôi thấy thuốc tây là tôi sợ ảnh hưởng sức khỏe là tôi không chơi đó. Kem tôi chọn không cần thuốc tây vẫn trắng. Còn mấy chị nói là công thức em đăng lên vậy là đủ trắng rồi thì mấy chị sai lầm nha, tại vì cái nghề của ta không thể nào người ta đưa hết cho mấy chị biết được. Ở đây không biết có mấy bà nào mà thích xài kem trộn như tôi không ta. Tôi rất là thích luôn, nhưng mà kem trộn đúng kem phơi mặt tôi mới xài nha, mới trắng nha, chứ mà kem gia công là tôi không có xài. Chàng ơi, tôi nói hả mấy bà nghe nè, ngồi đánh một thao kem như vậy đâu phải dễ đâu. Ngồi có mấy tiếng đồng hồ mà chỉ có được một thao này thôi. Rồi mấy bà nghĩ đi, rồi cái giá của nó như thế nào. Giá kem bên tôi là bán vừa xài luôn, chứ không có mắc, cũng không quá rẻ nha mấy bà. Tại vì đây là kem phơi mặt của bên tôi hoàn toàn luôn nha, được đánh từ kem phơi mặt ra 100% luôn. Da của bà nào á mà xài nhiều loại kem không trắng á, chai lì sản phẩm thì cứ ginh ngay một hũ kem mạnh bên nhà tôi về đi, không trắng thì cho mấy bà đập vô mặt tôi luôn. Chị người ta nói cái chất kem nó đã dữ lắm luôn, bà nào mà không xài thì tiếc hùi hủi gán chịu nha. Ai mà nhưng mà cực kỳ ha, tôi thích xài kem mà ủ nha bà, ủ áo khoác, ủ mang vớ này á tôi phá dữ lắm luôn. Xài kem càng ủ càng trắng nha mấy bà.